Đấy thì thầy sẽ hướng dẫn là thiết kế mạch trên môi trường là Antu Designer và tạo một cái mạch gồm có Arduino cùng với các thiết bị ngoại vi cơ bản. Thứ nhất là Arduino Nano này, LCD 16x2 để hiển thị này, IO này và NRF 2401, cái này để truyền thông không dây qua RF. Đấy thì có những cái thì có trong thư viện rồi, có những cái thì chưa. Để chúng ta cứ tạo thư viện mới này, bộ dây PCB bộ dây này. Đây là xong rồi, add new to bộ dây schematic là một này, add new luôn một cái nữa là PCB đi. Vậy chúng ta có hai cái. Đấy thì schematic hiện nay cái khổ này nó vuông vuông, chúng ta cho sang A4 để sau in cho tiện. A4. Ok. Đấy, thì sau khi in sang A4 chúng ta có cái khổ giấy như này. Rồi. Thì cái đầu tiên là chúng ta phải bỏ cái nano ra đã. Trong này có nano. Đây rồi. Arduino Nano. Đây Nano đây. Linh kiện đây. Rồi, ok. Lấy một cái Nano này. Lấy một cái LCD chúng ta lấy loại 16x2. Xem thế nào trông nó đẹp đẹp tí. Đây ví dụ loại này chẳng hạn nhé, nó 16x2. Chúng ta lấy vào đây một cái LCD. À nếu mà vẽ như này thì lâu lắm, thì thầy sẽ vẽ theo cái kiểu của thầy cho nó nhanh. Display. Đây, lấy LCD. Ctrl C. Ctrl D. Như vậy đây thì có LCD. Trông này là 16x4. Nhưng mà chúng ta chỉ dùng 16x2 chân là giống hệt. Thì cái này để chân như này thì chúng ta hàn cái gì chúng ta hàn. Có thể cái này và hoặc là hai cái này. Thì hàn cái gì thì hàn. Ở đây chúng ta có là mấy chân RS này, E này. D4, D5, D6, D7. Đấy thế thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái chân ra đây. Có mấy cái thằng này đi. Ctrl C, Ctrl V ở đây đây. Thằng này, Ctrl C, Ctrl V. Chân số bên này. D2 nha, đây chúng ta thiết kế thì chân D2, D3, D4, D5, D6, D7. Đây chân số 2, 3, 4, 5, 6, 7 nhé. LCD này. Xong này. Xong rồi chúng ta cho một cái IO. IO thì chúng ta cho là header. Header thì chúng ta sẽ cho là header to hay bé nhỉ. Chúng ta lấy chân. Nó có hai loại. Header có hai loại. Một loại chân kiểu như này để cắm. Thì hiện nay chắc là chúng ta chưa có cái này đúng không? Có chưa? Mua được. Nhưng mà thôi cứ lấy cái loại nhỏ nhỏ đấy nhé. Hoặc là cho cả hai cũng được. Header thì tất cả cái chân này chúng ta cho ra header hết. Tất cả cái chân này, này cho ra header hết đi. Thì về sau mình hàn, mình cắm cái gì mình cắm mà. Cắm chân nào thì cắm. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng là RXTX.
Có, tất cả cái chân như vậy là 15, 15. Header bên này là 15 thì mình có thể 7 với 8. Đây nó chỉ có 10, 13, 3 đây có header 15 này. Đấy, thì đây cái chân như này. Chúng ta sẽ để song song với cả cả cái ông này luôn. Đấy. Có nghĩa là mình đưa song song ra, còn thì về sau ra thì cũng có thể một đực một cái, cho nên thầy copy cái thằng này luôn, để hai thằng này là song song hai chiếc chứ. Đây hai chiếc nhé. Mình cứ để lỗ đấy thôi mà. Thì mình hàn cái gì mình hàn, thì mình nếu mà hàn một hàng được một hàng cái bạn nào mà có thì hàn cả hai, hiểu không? Đấy, xong rồi LC ra thế thôi. Thế một cái RF LC IO ra rồi nhé. RF NRF ấy thì chúng ta lại không có ở chân ở trong đấy đâu, mà RF chúng ta lại chân bên ngoài, chúng ta tìm bên ngoài nhé. Là NRF 2401 24L01, cái này pin out. Đây thì chân nó kiểu như này, đây xem này nhé. Đây module nó đây nhé. Module nó đây thì chân của nó lại 1 2 3 4 5 6 7 8, à là như vậy thì 1 1 2 3 4, 4 × 2 đúng không? Vậy cái module này sẽ là 4 × 2. Header 4. Đây rồi, 4 × 2. Đấy, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 đúng chưa? Đây nó đây này. Place. Một cái này mình đặt tên nó là NRF 2401. Đấy. Thì cái này mình Ctrl C, Ctrl V ở đây mình lấy cái dây ra. Ctrl X, Ctrl V. Đấy, để mình lấy cái chân ra. Các em nếu mà nhìn kỹ các em sẽ phân biệt được đây là màu xanh, còn đây là màu đen. Không biết có nhìn ra không? Thì đây nhá, bây giờ cái này thì mình lại phải theo bên này. Nét đây. Chân số 1 là gì? GND. À GND thì thôi mình không, mình sẽ nối vào GND 2 VCC, mình nối vào 3V3. Thằng này nó là 3V3 các em ạ. 2 là 3V3. Thứ 3 là gì? CE à? Mình đặt là RF gạch dưới đi. Ctrl C. CE. Ơ thế nhầm. 1 2 là dương. 3V3 đây cơ mà. Đây các em tưởng tượng là 1 2 nhá, 3 4 nhá. Để thầy xoay cái này lại cho nó giống. Đây. Nhá 1 2 3 4 5 6 7 8 nhá. Thằng này xem hình. Đấy. 1 2 nhá, 1 2 nhá. 1 là GND được chưa? GND thì chúng ta sẽ lấy là cho cái này mười ra tí nó xuất hiện đây. GND là 1 là GND, 2 là VCC. VCC này là 3V3, 3V3 đây nhá. Thế này không cần nữa, được chưa? 3 là gì? 3 là CE. RF gạch ngang CE nhé. Đấy, ông Ngô Xuân Thủy đây này. Ông này là ông kiếm mấy trăm triệu một tháng. Ctrl C, Ctrl V. Bên này là gì? CS. CS nhé. Tiếp theo là gì? SCK.
SCK là 5 đúng không? 5 SCK đúng rồi. 6 là gì? 6 là MOSI. Đúng 6 rồi. Rồi 7 là MISO đúng không? ISO. Ok, mọi người có biết làm gõ tiếng Việt rồi xong tự nhiên cũng quay về tiếng Anh nữa không? 8. Đây này, IRQ này, tiếng Anh ở tiếng Việt này sang tiếng Anh này. Được chưa? Đấy. Thông minh. Hả? Đây gõ xong rồi cơ nó mới ra cái việc đấy. Xong chưa nhỉ? Xong chưa? AD đây có rồi đúng không? AD DA thì mình lấy ở đây luôn, đúng không? Hay là như này đi, hay là phân cái thằng này ra là số thôi, như để như này là được rồi. Để như này mình để mấy cái nó song song ra là được rồi đúng không? Đấy. Hết rồi đúng không? Mà nguồn thì mình lấy từ USB đưa vào đây. Cắm USB vào đây, còn gì nữa không nhỉ? Hết rồi đúng không? Hết rồi đấy, hết rồi đấy. Đấy, thế bây giờ vào gì nhỉ? Tool reset. Tool force anode only mới đầu tiên. Này này, đấy. Như vậy ở đây chúng ta có một con biến trở này. Ở đây nó có hai con diode này, đấy một con điện trở này. Một LCD này, một nano này, với cả bên ngoài này nữa. Thì các bạn thích cái gì, ví dụ như đây thầy đưa vào một cái NRF. NRF mình không có trong thư viện nhưng mình cần gì đúng không? Mình chỉ cần là cái chân vào da thôi, đúng không? Đấy. Xong rồi. Server đây là chúng ta sẽ đưa vào là project sản phẩm nhân đây là Arduino Nano gì nữa nhỉ, LCD RF IO đấy. Mình cứ liệt kê về sau mình nhìn đấy là con chân xe cái xịt cũng tên như này luôn à, quên rồi ai xe vào đấy à, thôi được rồi. Đấy, bây giờ mình đặt tên bản vẽ các em ạ. Không có tên bản vẽ thì về sau mình không biết là mình đã làm cái gì. For testing chưa, cho thực hành thử nghiệm, testing thử nghiệm. Mã sản phẩm là nano dưới đi. Nano này, RF. TA 2016 này, tháng này là tháng mấy nhỉ? Tháng 3 đúng không? 603 -V1.0. Enter. Mã sản phẩm. Đấy. Ctrl F. Vào an F à, vào F này, vào L này là C và on này thì nó sẽ C vào cái này PCB V1.0. ô, không phải đi chỗ này nhé. Và D này project này, sản phẩm cùng sinh viên này, đây
cái này và cái project nữa. Này là VXXX gì đấy đi. Đấy, project thì VXX, còn cái thằng này là V1. Còn tên thì kiểu quan trọng. Thế bây giờ mình mới check lại một lượt. Vào tool, vào Food Bin Manager. Chân như này ok chưa? Đây là biến chở nha. Ok nhá. Nano ok nhá. Diode chân này ok nhá. Diode LCD chân này ok rồi. Header chân này ok rồi. NRF chân này ok rồi. 220 đây là điện trở. Điện trở dán nhá. Thầy thích dùng điện trở dán. Ok hết rồi đấy. Không phải thay đổi cái gì đâu. Rồi. Cam cho nét. Xong rồi, thế copy cái ông này vào thư viện cái công cái sinh. Cam trên view đây. Để lần sau làm cho nhanh. Ctrl C thì là Ctrl A. Vào đây mình sẽ làm nó nhanh. Rồi. Xong. Vào design nhé. Update PCB nhé. Validate Xiaomi không có thằng nào lỗi chạy. Check Euro không có thằng nào là ok rồi. Đấy. Ctrl A zoom nhỏ lại cho mày lên đây. 1 2 3. Ctrl A. Ctrl A. Đây. Đấy, cái đen đen lên lên trên đây, cái đen đen chính là cái khu vực của mày in. Bây giờ bố trí mày. Bỏ cái này ra. Bố trí cái này trước. Chân 1 nó nằm ở đây. Cả hai là mình đỡ mong hạ. Thằng này MRF thì đưa sang ngoài. Thằng LCD, thằng LCD thì biết đặt cái gì nhỉ? Bây giờ mình có muốn cắm phủ không nhỉ? Bây giờ mình sẽ không cắm phủ. Mình sẽ không cắm phủ. Như vậy thì mình sẽ để thằng này ở đây đi. Do mình thiết kế hết mà.
cái online DRC này đi. Cái online DRC này là nó check lỗi thường xuyên khi mà mình đang làm dở, nên nó tạo ra cái máy nó phải hoạt động liên tục. Mình biết thừa là nó làm cái gì rồi, không cần thiết. Thằng này là thằng xoay để cho cái LCD sáng. Cái này đổi sang lớp khác, PCB Inspector đang tốt cho lớp bút tầm. Mình chạy mạch ở lớp bút tầm mà, cho nên phải đổi cái này sang lớp bút tầm. Đây, nhìn này rất rối đúng không? Đường này, bỏ nó đi. Thứ nhất là chọn là Matrix này. Thứ hai là chọn thằng này cho đốt hết. Thằng nọ với thằng kia là cách nhau 20x đi. À, là ok. Đây là thằng này chạy sang đây để đảo. Đặt chiều thằng này đi. Đó, cái này đặt xuống đây. Thì mình thích dùng điện trở thì mình hàm vào chân này. Thực ra là nó có hai chân này rồi ấy. Nhưng mà tôi không sao. Thằng này lóc cũ lại đi cho nó dễ. Thằng này cho xuống đây để mình cắm vào, mình xoay. Thầy vẫn cứ lăn tăn, không biết có cho nên ấn thằng Arduino vào trong hay không. Thôi được rồi, thôi nhá. Thế thì thằng này nên quay đi. Quay đi như này. Thằng này là 1 2 đây đúng không? Đúng rồi, nó cắm như này, nó cắm như đây. Xem. Đấy, cái đầu ấy nó phải quay đây nhé. Cái đầu đầu của USB nó quay xuống. Thứ hai này quay ra, về sau mình cho cái gì đây mình cho. Thì có mấy cái mình nên cho này tịt đi vì mình có khi mình chẳng cần. À, mấy cái chân này nó không có tên. À, lệch ông này. Lệch sóng. Để cái này ra ngoài đấy. Để cái này ra ngoài đã. Để mình đặt tên chân cái này luôn đi, để sang bên kia nó có chân. Inu gạch dưới. Hay thôi. TX1. RX0. Reset GFT GND D2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Đây mà. À, 3V3 mình đã nối vào kia quái đâu. 3V3. Đây là chân RF. Cái này là A0 này. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6.
7 cho nên VCC 5V chính VCC, đây là lại reset RT, đây reset, đây là GND GND, còn đây là VIN. VIN tức là điện áp vào có thể to hơn 5V kia. Thì ở đây là có chân reset này, hai bên này nối với nhau, nhưng mà thực tế mình chưa đo thử, không biết là reset ở đây nó có nối thật với nhau không, hay là như nào, không biết bạn nào đã đo chưa. Không thì mình thử xem bên trong nó có nối với nhau không nhé. Là a nano Arduino schematic. Đây. Nó có hết sơ đồ nguyên lý các em ạ. Mình có thể xem hết từ đồ bên trong. Đây. Nếu mà cùng tên với nhau thì có nghĩa là nó nối với nhau, đúng không? Đây nhá, cái chân à, đây là ở đây là Arduino, đây là AT Megabyte 8 nhá, đây là ICSP nhá, đây thì đây cái vỏ nó đây, cái vỏ đây, chân gì xét đây với chân gì à, nối với nhau thật này, tên giống hệt nhau này, thế là nối với nhau rồi. Đấy, ok rồi. Được rồi. Như vậy thì mình nối với nhau cũng yên tâm. Nhưng mà mình không cần thiết phải nối với nhau đúng không nhỉ? Đỡ phải chạy mạch. Mình đặt tên đây là reset 1. Tức là bên trong nó nối với nhau nhưng mình không cần phải nối với nhau. Hay là cho nó mất đi. Tí mình cho cái chân đấy nó mất đi, càng chuẩn end xong update lại thì lại update. Ở đây bỏ cái zoom đi, thầy không thích cái zoom. Ok. Đấy thì bây giờ các cái này nó đã có tên rồi này. Nhưng mà cái em nhìn thấy chân thầy làm nó to như này đúng không? Nhưng chân này thì hơi bé. Này hàn linh kiện thì hỏng ngay. Đấy cho nên là mình sẽ bôi như này. Mình sẽ chọn cái PCB inspector. Cái PCB inspector là cái rất quan trọng nhé. Từ cái chọn cái lỗ chân on type object only đây chỉ có component thôi, được rồi. Control shift thì nó sẽ chỉ chọn path thôi. Outside lỗ là 0.9 là được rồi. Xside là 1.5 chúng ta cho 2 đi. Còn đấy, hai xem bên đấy, thằng này là 2.5. Đấy, nó sẽ to như này. Thấy không? Nhưng hai đây thì sợ là cái này nó lại to quá. Sợ nó dính vào nhau. Thì thằng này là cho 1.8 1.6. Đấy, ok rồi. Thằng này là 1.6. Thằng này là 2.5 nhỉ. 2.5 lỗ 0.9 là ok rồi nhé. Thằng này cũng thế. Đây. 0.9 thì được rồi. Thằng này là 1.6. Ây da. Thằng này là 2 xem nào. Chắc là vẫn được. Đấy, như thế là chứ cũng được. Trông được bởi mình đặt màu hàn phía bên này xong rồi phía bên này mà. Đấy. 4 lỗ đây. Nếu mà thế này thì tại sao mình lại mất một con điện trở đấy nhỉ? Mình cho vào đây đi. Đúng không? Đặt nó chỗ này mình chẳng mấy khi mình dùng như thế.
Xong rồi vẫn chưa xong đâu. Ở đây mình có là mấy cái chân này mình chưa nối vào đúng không? Đây. Xong mình sẽ vứt thằng này vào đây từ chân D2 đúng không? Như vậy cái chân trong này là chân gốc, còn bên ngoài là nối ra. Đấy thì thầy nghĩ là mình sẽ cho thêm mấy chân đi. Cho mấy chân ra. À, thế cái chân này mình đã nối đâu? Chân này chưa nối ở. Nhá, chân bây giờ cái chân này rất quan trọng em ạ. MOSI với MISO này nối đi đâu thì bây giờ mình xem cốt nó nối đi đâu hoặc là xem trên mạch nối đi đâu thôi, thầy xem cốt. Nó nối đi đâu, bởi vì thằng này là thằng SPI mà thì nó chân phải có cổng. Thì mình có hai cách, một là xem trong cốt, hai là xem ở trên open reason đây. Nó sẽ có đây. Trong cốt nó sẽ hướng dẫn chân đây. Nhá. Ba chân quan trọng nhất đó là ba cái chân này. Nó là chân của SPI nhá. Chân MOSI và chân 11. MOSI can chân C vào chân số 11. MISO can chân C vào chân số 12. SCK can chân C can chân D vào chân số 13. Đây nhá. MOSI vào chân số 11, MISO vào chân số 12. Chân với D là chân với D là 1, mình đánh dấu ở đây D nhưng mà đây để nó giống D này nhưng mà thực ra nó là chân đấy đấy. Mình chỉ đọc tên này thôi này. Nếu tên là trắng trắng đấy thôi này. SCK là chân số 13. SCK đây, chân D13 mà. Đấy. Thế còn mấy chân đây 8 9 thôi được, cho luôn vào 89, mình vẫn đang chưa dùng đúng không? 89 đi. 9-10 cũng được. Không sao, nhưng mà thôi được. Cho 89 thì cho 89. CS với cả Ctrl C. CE, Ctrl C. Đây là CE và 8. Mình cứ làm như này thì cái cốt mình không cần phải thay đổi cái gì. Đấy, Ctrl S. Đúng chưa? Đấy, thế bây giờ mình mới cho là mạch thì thường là có tương tự cho nên mình sẽ cho khoảng hai chân tương tự ra ngoài thôi. Và hai chân số ra ngoài như vậy thì mới cả một G là D, một dương nữa là vậy là 6 chân. Như vậy mình sẽ cho cái big header ấy. Hoặc là cọc. Cọc 6. Đấy, đây này. Mình sẽ cho cái này ra ngoài. Lết phát. Cọc 6 thì mình cho cái gì ra ngoài bây giờ? Mình sẽ cho là ví dụ D10. Thằng này trống đúng không? Thằng này có thể dùng có thể không? Hết chân rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ cho D10 này. 12, 13. D10, 11, 12. Trong trường hợp không dùng thằng này mà. Căn nhân C, căn nhân D này. (10, 11, 12). 3 thằng à? Mới cho mấy thằng ấy nữa, thằng A0, A1 nữa, căn nhân C, căn nhân V. Như vậy thừa một thằng. Như vậy ở đây mình lấy là chân, mình không nói chân này nữa mà mình lấy chân 10, 11, căn nhân C, căn nhân V.
xong rồi A1, A0. Như vậy chúng ta sẽ cho ra ngoài hai chân số và hai chân tương tự. Sau đó phải cho một chân mát và một chân dương. Xem dương nối với nhau chưa? Ok rồi đấy. Dương này nối với nhau chưa? Ok rồi đấy. Mát nối với nhau chưa? Ok rồi đấy. Đi tun xong rồi quay ớt đúng không? Ok. Căn S DU. Bỏ thằng này đi. Execute. Close. Thằng này cho nó gần gần vào đây thì mình chả mất gì vào mình dễ. Chân ở đây à? Chân ở, tập trung bên này à? Đây cho cái bên này. Bên này thì đây cho vào đây. Đấy. Thế thằng này mình sẽ quay, thằng này nó quay thế nào nhỉ? Quay thế này. Thằng này quay ra đây. Đây này, thầy có luôn một module ở đây. Xem luôn kích thước. Hoặc là chúng ta có thể tìm kích thước ở trên trên mạng cũng được. Đây là chúng ta xem cái module nó sẽ thế này, nó sẽ cắm xuống thế nào. Cắm đây ra tí này. Cắm xuống thế nào. Cắm xuống thì đây là mình xếp này là đúng rồi. Mình xếp là đúng rồi. Thế thôi đúng không? Thế là hoàn thiện nhá. Bây giờ mình đến phần chạy mạch. Tạo một cái vỏ đi. Tạo một cái vỏ. Chúng ta sẽ vào lớp Keep Out Layer này. Xong rồi vào cái thước rồi đây. Tạo vỏ. Chúng ta vào đây này. Đâu đó tầm này. Đấy. Thế xong bây giờ quét cái nguyên cái lấy nguyên bốn cái khung xung quanh ấy thôi. Vào design và boss shape define from select object. Đấy, thế bây giờ cái clear nó đi, đấy kích thước của chúng ta đây lên mạch nó chỉ thế này thôi. Các bạn có biết thiếu cái gì không? Có biết là thiếu cái gì không? Chính xác bốn con ốc đúng không? Đây bốn con ốc, lỗ của ốc là phi 3 và kích thước này là 5 mm đấy. Làm phát đây, 1 phát, 2 phát, 3 phát, 4 phát. Thế ở giữa đây muốn thì cho nó thêm, còn không thì thôi. Đúng không? Không cần thiết. Đây mình sẽ xác định 1, 2, 3. Ctrl Shift L là left. 1. Và Ctrl Shift T là top bằng nhau mà. Ba ông này. Ctrl Shift gì nhỉ? Ctrl Shift L bằng left. Hai ông này Ctrl Shift B là bottom. Hai ông này Ctrl Shift T là top. Được chưa? Đấy. Thực ra cái cần khỏe chính là chỗ này này, chỗ này chúng ta hay cắm vào vào cái chân USB ấy. Đây này, cái chỗ này này là cái chỗ mà hay chịu lực này, đè ấn ấn xoáy xoáy này.
Thôi được rồi, nhưng mà cứ như này đã, không sao. Rồi. Chạy dây. Xích nở này thôi. Cấu hình cho dây đã đi dài u width. Dây to nhất chạy là 2. Prefer là chạy là 1. Cái này là 0.8, minimum là 0.8. Ok. Sau đó thì chúng ta để ý cái lớp này, chạy lớp bottom layer nhé. Giữ ship vào hai cái thằng này, sau đó thì bấm vào đây chạy phát hai giây thôi. Xong rồi thằng này cứ chạy xuống để đây đã. Đây đến chạy xuống để đây đã. Mấy cái thằng này có vẻ nó hơi nhỉnh nhích lên tí đúng không? Tưng control shift vào phần này cho một phát xuống đây. Tương đối nha. Thằng nào gần chạy trước. Mình chạy bằng tay này thì mình chủ động được đường vẽ, nó thích chạy đằng nào thì nó chạy, mình chọn được đường đi nối về của chúng nó. Còn thằng này bây giờ cái kích thước của thằng via này, đấy. Thằng via nối này bên ngoài minimum 1.6, maximum là 2.5, prefer là tôi thích là 2, hàn dây mà. Còn cái lỗ này là không minimum 0.7,
maximum là 1.2 và prefer là 1 0.9. Ok. Còn một cái nữa là cái cho thêm cái khoảng cách nữa. Clearance nữa. Khoảng cách giữa hai đường là .5.4. Đấy rồi. Thì bắt đầu bên đây mới vào mới nhảy sang đấy. Cái lỗ via này mình có thể câu dây được. Ai da. Thằng này nó còn mấy cái đi kia nữa cơ. Đây này. Ok chưa? Còn hai này nữa. Lấy chỗ cho hai cái này vào. Mái đúng không? Đất còn rộng, mặt này quá đơn giản. Đây nó có hai cái là A0 A1 nha, các bạn nhìn thấy nó chéo nhau nha. Đổi vô đi đúng không? Đổi bên thiết kế. Đấy cái hay của cái chạy tay này thế. A0 A1 chéo nhau cho là A1 đây cho A0 đây. Can thêm S. Cập nhật lại. Bỏ thằng này đi. Ok. Đấy, bây giờ thằng này nối vào đây lại thành vô duyên rồi. Lồng nhau lại phải uốn éo lượn lẹo như kia. Còn hai thằng này. Kiểu gì kiểu cũng phải câu đúng không? Cho người này vào. Có cậu phải lấy chỗ phát nó đứng. Đây này không đủ chỗ cho phát này. Ây dạ. Đây. Mình chạy cái này. Thoải mái đi.
cấu dây là một nghệ thuật. Sao chuyển được dây phần lên mặt trên hả? Giữ can chôn ship xong lăn chuột. Đây bây giờ thằng này chạy vào đây thì nó không qua đây nữa đúng không? Đấy nhìn đây này, chạy về đây thì thôi, chứ qua đây thì nữa. Đấy đứt một dây đây rồi. Thằng dây thằng này dây chạy đây à? Cho một chút vào đây. Đây gì? Đây đúng không? Còn thằng này nối với sang bên thằng này. Ơ à, nối đây cơ. Nối vào đây thì cấu phát ra. Cho cái này nó san sát vào đây. Cho nó đã đi vòng tí không sao, trông có vẻ chạy mạch hơi âm âm tí đấy, nhưng cả trông có vẻ hơi câu cho nó tiện, dây câu nó ngắn mà đặt lệch ra để đến lúc mình khoan mình không làm thủng cái lỗ gốc của nó. Căng chôn ép đúng chưa, hết dần gì đúng không? Xong rồi bốt tầm này hai bốt nó đi, hai bốt tầm này đấy, xem hạ có top hai lốt đi, xem còn cái đường dây nào mình chưa chạy không. Hết rồi đúng không? À đây này, đây này nhìn nhé, còn một đường dây đấy thôi. Đấy, không làm như thế thì còn lâu mới phát hiện ra. Đấy, ok. Xong rồi. Chạy tất cả mấy giây? 1, 2, 3, 4, 5 giây gì? Bây giờ mới đến cái khâu rút gọn này, xem có rút gọn được dây nào không? Xem mấy cái dây màu đỏ đỏ này này. Đây. Đó sáng đấy có rút gọn được không? Chắc là không đúng không? Cái này thì sao? Nó chạy vòng đây rồi. Thằng này thì rút gọn được không? Thằng này cùng lắm từ đây sang đây. Đi luồn luồn qua mấy này thì vất vả lắm. Thôi, không cần rút gọn đúng không? Nhưng mà không rút gọn nhưng mà nên sửa cái chỗ này. Đấy. Nên sửa cái chỗ này cho nó dây rút ngắn cái khoảng này này, mình hàn cho nó tiện. Bằng cách nào? Đây bây giờ mình chạy thằng này sang đây, chạy thẳng sang đây như thế này. Thằng này mình chạy thẳng sang đây, xong mới đi như này. Đấy bây giờ mình có một quả đấy rồi. Làm này phải giữ con trôn đi nhé, không giữ con trôn đích được. Kéo cái này đây.
Buồn ngủ à? Bạn thi là đứng giờ. Vậy nhà đấy thì cái dây của mình nó sẽ ngắn đi chút, thì khi hàn nó đẹp hơn. À mà nó quay ra đúng không? Quay ra mình hoàn toàn có thể cho là ẩn được, nhưng thôi kệ nó, như này được không? Kích thước bao nhiêu? Xem kích thước đây. Kích thước cho vào cái lớp mà 1 mình sẽ không lấy kích thước. Đây rồi. Kích thước mình cho đơn vị là cm. Cái thằng này tách hết cho 3 thôi, nhìn tôi dễ. Ok. 8,6. Nhân với là 9,21, gần vuông nhé. Được chưa? Đấy, kích thước thì cắt cho dễ. Bây giờ đến đổ đồng. Đổ đồng. Đổ đồng thì mình đổ vào lớp bottom layer, chọn lớp bottom layer xong đổ đồng. Chọn cái này là GND, chọn cái lớp đổ đồng ấy, câu với cả lớp mask. Bấm chọn tạo một hình chữ nhật ở đây. Rồi. Đường này nó sát quá đúng không? Sát này đến lúc hàn thì chết. Và design rule chọn cái clearance này cách ra là 1,2 đi. Cho nó rộng rãi. Xong kích đúp vào cái lớp đổ đồng clearance ok lại phát nữa, chạy lại không có. Đấy, bây giờ nó thưa rồi đấy. Nhìn thấy không? Rồi, xong. À như vậy bây giờ chúng ta nên theo thầy thì nên cho thêm mấy cái nữa để câu dây ấy, có chỗ mà hàn ra đúng không? Thì cái lớp đổ đồng này câu dây thì giấu dưới LCD đi, giấu dưới LCD đi. Thì bây giờ mình chạy cái lớp này, chạy lại cái sợi này cho xuống đây. Đấy. Nên bây giờ mình mới cho mấy cái thanh này này, can chân C, can chân V, một can chân V tiếp theo nữa, mà không thể nào dính với nhau cả. À, can chân V tiếp theo nữa, 3. Để làm gì, để về sau mình câu sang ấy mà. Mình chưa dùng đâu. Không dùng. Chưa dùng vào cái gì hết. Nhưng mình cần thì mình câu sang. Cần chuyên viên hết nữa đây đây. Này hơi giả. Có một thằng thôi đây không cần. Đây câu dây từ đây sang đây được rồi. Đó. Xoay cái này người ra thì và đến bước tiếp theo là đặt tên. Đặt tên thì ở đây là đặt text này, string, nhớ là đây để mirror, và ở đây là miso. Miso là chân số bao nhiêu nhỉ? MISO là chân 7. Nối vào đây bao nhiêu cũng đấy biết. Đóng cái này lại. Cái này lại. Window vertical. Mình sang chỗ đây.
Đặt cái tên của cái chân này thì về sau mình gỡ lỗi nó dễ mà. Xóa tạm cái này đi đâu. Thôi cái này không cần, chắc là cần cho âm dương là chính. GXTX đi số 1 VI. Cần đến đây, cần cái này, nó ra rồi cho cái này. Đặt tên cái này là GND. GND này, thằng này là VCC, VCC này, thằng này là thằng A1 này, thằng này là thằng A0 này, thằng này là thằng D11 này, và thằng này là thằng D10 này. Về sau ví dụ như là chúng ta dùng cho dơ le này, dùng cho cảm biến nó kia thì chỉ hai ra số là ok thôi. Thế được rồi, chạy lại cái copper ok. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn như này. Này ơi, nhìn thấy như này, nhìn đây là mặt trước sang thì chúng ta sẽ lật ngược clip đi, đây nhìn mặt sau chúng ta nhìn chân này VC GD VC A1 A0 D1 D0, xem mấy cái này nó chả thẳng hàng nhau gì mà. Quay về trạng thái bình thường, chọn nút button, chạy lại hết rồi. Bây giờ xuất ra mạch in. Chúng ta có tất cả là 8 nhân với 9, đúng nhỉ? 8 nhân với 9 như vậy thì tám hai mười sáu chiều ngang được 2, còn 9327 thì chiều cao được 3 gì, một tờ A4 ấy mà. Ok, thầy đặt một cái khung A4 ở đây. Đây đúng chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ copy thằng này. À, thằng này can trôn S lại đã.
File save copy as. Thằng này là print. Xong add cái thằng print vào đây. Add as sitting to project file print này. Và bây giờ chúng ta sẽ xử lý trên cái thằng print này. Nano này đóng lại. Đấy. Vì thằng này print cho nên bây giờ chúng ta được quyền sửa thoải mái. Ctrl C. Và đây Ctrl V. Và đây No. Ctrl C. Ở đây Ctrl à. Sao gì nhỉ đấy? Không lấy cái thằng kích thước nữa. Ctrl C vào đây. Ctrl V. Ba lớp. No. Ctrl V. No. 210 nhân 297 mà. Thì 9327. À. Không, bây giờ mình chơi kiểu này chứ. Chơi kiểu này chứ. Đúng không? Chơi kiểu này. Thế bây giờ mình kéo cả cái cụm này xuống. Xuống đây thì đúng không? Thoải mái chưa? Ồ. Thằng chắc này đi. Đừng có zoom trong cái nút mà quan trọng này. Ctrl C. Ctrl V. Ok, quên lại gì đi. Đấy, thấy chưa? Nhà ở đất tối. In gặp hồng. Bỏ nó đi. Như vậy chúng ta sẽ in 3 bản nhá. Bây giờ Ctrl P thì vào file application output final. Chọn phải chọn page setup, chọn A4 scale print 1 mono. Ok. Đây. Đấy. À, config. Cái nút này delete thằng này đi. Yes. Insert một thằng vào. Là cái thằng tip out layer. Và để hold. Ok. Đấy, đây, giờ như nào? Đúng chưa? Print current page. Ok. Save vào đúng chỗ đi. Project làm cùng sinh viên. Rf. Artwork. À, mình còn thiếu một cái rồi. Dạ. Tên của sản phẩm.
tên của sản phẩm mình đây, cái mã sản phẩm này này. Ctrl C để đến lúc mà tìm lại cho nó dễ. Có gì vui đấy. Để đâu save và copy as đẹp này. Remove này ra khỏi đây. Remove ra để mình ghi đè nó vào với bản này của mình mới là bản chính thức. Thế xong rồi lại add nó vào. Bây giờ mình vẫn đang làm việc trên cái lớp print này. Ctrl C lấy đây đi, để còn lấy cái chỗ cắt. Ctrl V no. Ctrl V no. Ctrl C Ctrl V no. Rồi ép 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 đây. Đấy, bây giờ nó có tên print current page ok. Đây rồi. Ok nhá. Ready.